bộ phận một cửa, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Nghệ An. Ngay sau lễ phát động triển khai luật căn cước năm 2023, lực lượng công an đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho các công dân. Từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh đã đưa con em đến làm thủ tục. Ngoài các bước thu thập thông tin thông thường, lần này các em còn được thu thập sinh trắc học mống mắt khi làm thẻ căn cước. Hôm nay tôi đưa con tôi lên tại công an tỉnh Nghệ An để làm thẻ căn cước. Các cháu cũng rất là hào hứng, cán bộ công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn là rất là nhiệt tình, chú đáo và rõ ràng, chặt chẽ từng mục một nên chúng tôi cũng hoàn thành công việc rất nhanh và thuận lợi, không gặp một chút khó khăn nào cả. Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi nếu có nhu cầu là một trong 10 điểm mới của luật căn cước. Điều này sẽ mang lại rất nhiều tiện ích bởi tất cả các giấy tờ của các em sẽ được tích hợp trong thẻ căn cước, thuận lợi cho học tập và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày. Việc cấp căn cước này bỏ những phần lớn bốn đứa trẻ từ 0 đến 6 tuổi thì đây là giấy tờ giao dịch rất thuận lợi cho khi các cháu có nhu cầu đi lại trên máy bay thì thay được xuất trình bằng giấy khai sinh. Còn đối với các cháu từ 6 tuổi đến 14 tuổi khi cấp căn cước thì sẽ tích hợp được nhiều loại thông tin cá nhân và đặc biệt là tích hợp được thẻ bảo hiểm y tế. Để luật căn cước đi vào thực tiễn cuộc sống, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, từ nhân sự, trang thiết bị đến tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật tới người dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ liên quan đến các hoạt động của căn cước, từ công tác chuyên môn đến mặt kỹ thuật, mặt thiết bị và con người, và tập huấn đầy đủ vững các quy trình và kiến thức cơ bản về luật căn cước, và đồng thời đã cập nhật các phần mềm mới và tổ chức tập huấn cho đội ngũ trực tiếp thu nhận căn cước theo quy định mới. Trước sự phát triển, đổi mới, sáng tạo, tiến tới chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, giao dịch dân sự, luật căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành không chỉ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trước đây mà còn đáp ứng xu thế và yêu cầu thực tiễn, tạo bước đột phá trong chuyển đổi số.